Ở khu chợ này của mình mới có hả anh? Đâu có anh, tuần nào cũng có mà anh. À tuần nào cũng có hả? Thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật là có. Đi một vòng trước. Thank you.
Ủa mực nướng này bán 1 con hả chị? Curry, bơ gà, cơm Ấn Độ. Yeah.
Thank you.
mình đi qua cái khu hấp dẫn nhất rồi. Yeah.